Rồi, rảnh rỗi thì lại giới thiệu với các bạn này. Mày mò vừa rồi nè. Đây, có một cái vấn đề nè. Cách cài đặt ngày giờ trên Win 10. Đấy thì giờ nó cứ sai, ngày giờ nó cứ sai. Đấy, ví dụ này. Ngày giờ nó cứ sai thì mình anh em mình vào. Nó có mấy nguyên nhân này, cứ chạy một lúc là nó lại sai giờ. Ví dụ như là cái góc góc cạnh, cái góc dưới này, đấy nó sai. Chạy một lúc thì nó lại tự nhiên nó hao, tắt đi bật lại thì nó lại cứ giờ nó cứ chậm, thông thường nó chậm. Thì anh em mình vào cài đặt, thì anh em mình vào đây, góc chuột phải vào đây, vào cái nó có cái adapt time mà có nghĩa là tiếng Anh ấy. Tiếng vào cái cài đặt đấy. Cài đặt thì có là bạn phải set time automatic kiểu đó kia rồi cho vào đây, time zone này, tức là cho vào cái giờ của chúng ta này, U cộng 7 Việt Nam chúng ta là UTC cộng 7 đấy. Nó vẫn không được, một lúc nó lại mất đấy. Thì là nguyên nhân do đâu? Rồi thậm chí là các bạn vào những cái sâu hơn, các bạn cài đặt đấy, cái time formatting nọ kia các bạn vào lung tung đấy, các bạn cài đặt nó cũng không được đấy. Nó cũng không được, cái nỗi các bạn tưởng thằng là pin của con CMOS của con máy này nó cũng lại bị lại thay cả pin CMOS, thay cả pin CMOS vì pin khả năng nó yếu, nó cũng lại không được nữa. Tức là cài đặt các kiểu nhé, các kiểu trên đây, thậm chí là đây đồng bộ hóa này, đồng bộ hóa đồng hồ của bạn, tức là đồng bộ hóa cái này. Đây như con này của mình nhé, đây mình đồng bộ nó còn bị lỗi luôn này. Đây, 20 tháng 11 năm 2023, tức là từ 20 bắt đầu từ hôm đấy nó lỗi đấy, cái tham windows.com nó cũng lỗi, đồng bộ nó cũng báo lỗi đấy. Một tắt bật cái này cũng không lên được, nó vẫn cứ sai. Nó đúng mình chỉnh chỉnh tay đây, chỉnh tay một lúc thì nó lại hao. Đồng bộ hóa này để nó kia rồi update nó chài cái thứ không được, thì cái biện pháp nữa là các bạn phải vào BIOS đấy. Thay pin CMOS nữa nhau rồi nhé, cũng lại không được, vẫn bị một lúc sau nó lại cứ chậm chậm giờ chậm giờ. Thì các bạn phải vào CMOS các bạn dùng. Đây ví dụ như là con này thì các bạn phải vào CMOS, các bạn tắt thì vẫn khởi động vào CMOS. Ví dụ con Fujitsu thì các bạn ấn F2 hoặc F12 gì đấy, đây vào CMOS thì các bạn ấn bật F2 thì nó khởi động, các bạn ấn F2 để nó vào CMOS. Đấy, các bạn ấn F2, ấn F2 này các bạn để ý này, nó có BIOS của nó này. Đây, đấy, các bạn sang phần system, các bạn nhớ không? System thì nó có cái time ở đây này, đấy, các bạn nhớ không? Nhìn thấy không? Cái time đây, các bạn chỉnh, đây, các bạn chỉnh giờ chỉnh giấc ở chỗ này, nhé. Các bạn chỉnh xong, các bạn ấn đây, ví dụ các bạn ấn F, nó bảo ấn F mấy thì là save vào F10, save vào exit thì các bạn cứ thế là các bạn chơi thôi, đấy là được nhé. Đấy là biện pháp cuối cùng các bạn vào đây. Còn cái còn UEFI nữa các bạn chỉnh thì cái đấy mình chưa lắm được, nhưng mà mình chỉnh đến đây, tức là mấy cái vừa rồi là nó hỏng, nó không được, nó chỉnh trên Win là cũng không được và chỉnh trên các loại các chai không được, thì các bạn cứ là vào BIOS nhá, vào BIOS. Ví dụ từng từng con máy nhá, ví dụ Fujitsu điện F2 rồi các thứ đeo đủ các thứ, mỗi cái nó có một cái riêng, hiểu không? Đấy thì các bạn cứ ấy thôi. Thì các bạn cứ vào BIOS nhá, cái biện pháp cuối cùng bạn vào BIOS bạn các bạn chỉnh nhá thì là được. Đây ví dụ con này này mình cắt võ rồi cuối cùng vào BIOS là chỉnh được. Đấy thì hôm nay giới thiệu với các bạn cái cách mẹo nó như thế, tức là chỉnh thoải mái, chỉnh các kiểu trên Win này cũng không được, rồi là đồng bộ hóa, rồi là set tự động, ham zone tự động, rồi là cho về của mình có thể cũng không được, thay cả pin CMOS cũng không được. Thì các bạn vào BIOS nhé, các bạn chỉnh trực tiếp trên BIOS thì là được nhé. Đó, mình cũng không phải dân chuyên sâu đâu, nhưng mà có cái mẹo nào thì giới thiệu các bạn để cho vui, mình cũng bán laptop.